bị cứ lao bình thường. Rồi, hồi càng thứ nhất. Hồi càng thứ hai. Không có hồi càng thứ ba, không anh em. Thì hôm nay là mình về cho anh em một mẫu xe lướt cực kỳ lướt ha. Đó là em CB150X cực hot. Bây giờ xe mình đang lau rửa sạch sẽ rồi, xong rồi. Bây giờ chỉ còn cái bước cuối là lau vỏ và dưỡng vỏ thôi. Thì mình đã rã ra mình rửa bên trong hết. Thế thiệt xe mấy anh em đi á, kể cả xe ở trong hãng luôn anh em, ở trong nó dơ, cái quá trình vận chuyển nó dơ, cho nên mình về là mình vệ sinh hết. Đời quay tới đây cho anh em, rồi lát nữa mình sẽ quay clip đẹp cho anh em để anh em coi ha, để mình ráp vô lại hết. Rồi đó anh em coi hốc hốc hát nè, cái này là mình ráp hết một nửa rồi nha. Đó, hốc hát là mới hết ha, rọi vô trong luôn đó, mới can. Mình dọn là sạch, chiếc xe là mình rửa sạch hết, xe này xe lướt mà anh em. Rồi coi ở trong nè, trong đây, trong sườn, để anh em khỏi thắc mắc là xe bên mình như thế nào. Đó anh em thấy không, tuyệt vời ha. Cái này là để sạc điện thoại nha anh em, cái này bắt thêm để sạc cái điện thoại, nếu mà có đi đường dài để điện thoại đi sạc. Đây là cái đồ sạc điện thoại, lát nữa mình không có quay nữa cho anh em nha. Đó, sạc điện thoại, ok chưa. Rồi ở đâu nữa, cần quay đâu nữa cho anh em, à đây, dưới đây ráp rồi, hồi nãy chưa ráp mà không quay, bây giờ quay ráp rồi. Rồi ok, rồi anh em coi hết rồi ha, xe cực mới luôn ha. Rồi ok anh em, chuẩn bị lên clip nha anh em, lên clip mình ráp lại rồi mình quay clip xe đẹp, tại đây đang dọn sẵn mình qua quay cho kịp luôn, chưa kịp thay cái quần rồi, lát nữa lên clip mình thay cái quần luôn. Tại nếu như mà mình thay đồ là mấy anh em nó dọn hết, là không có cái để quay, nó ráp vô hết là không có cái để quay cho anh em coi trong, mất công lát nữa phải rã lại tốn thời gian anh em. Đó thì khi mà một chiếc xe anh em mua về, anh em mua ở ngoài chưa chắc là nó đã kỹ bằng Minh nha anh em. Minh là cực kỳ kỹ tính luôn, những anh em làm cho Minh là biết mà mình kỹ vậy thì khách hàng mình nó mới thích. Xin chào anh em, mình đã thay đồ xong rồi đó anh em, thì chiếc xe cũng đã sạch sẽ, bông sạch sẽ, thơm tho, sạch thơm đẹp ngon luôn anh em ha. Tại vì trên xe mình đó, lúc nào giao cho anh em mình cũng xịt một cái lớp dưỡng đó, thơm vỏ nữa. Quay cận vào cái vỏ đi, thì xe này là xe lướt anh em ha, xe này là mua vào lần đầu tiên mua là mua vào tháng 26 tháng 9 2022 nha anh em. Rà 26 tháng 9 2022. Rồi anh em nhớ nha. Và xe này đi được 4.000 km. Đây là con xe thứ hai mà mình bán ha. Trước mình cũng có bán một con. Thì báo giá luôn anh em, xe này là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Anh em về anh em đỡ đóng thuế. Một chủ đặc thù thành phố Hồ Chí Minh thì xe mình mua ngay chủ, anh em sang tên rất là dễ dàng nha anh em. Bây giờ thủ tục khó chỉ là những xe mà anh em không mua ngay chủ rồi nha là mới khó rồi nha, còn xe mình mua từ chủ là rất là dễ dàng, anh em muốn rút hồ sơ làm gì đều được. Thì xe này chưa bốc siêu luôn nha anh em. Anh em nào mua về là bốc nè anh em. Quay gần đây. Mua về là bốc nha anh em. Bốc cái siêu kính nè, đây bốc miếng cho anh em coi ha, mới tinh luôn. Như đồ mới vậy đó. Rồi. Rồi vậy đi. Cái bộ trợ sáng này thì tầm 3 triệu thôi, triệu mấy, 2 triệu thì mình để luôn cho anh em, mấy cái đồ chơi lặt vặt 2 3 triệu thì nó không thành vấn đề. Quan trọng giá xe chỉ có 62 triệu thôi nha anh em. Miễn trả giá nha anh em. Mình báo giá cho, trực tiếp cho anh em một chiếc xe đẹp như vậy thì anh em trả giá nữa thì mình cũng biết nói sao. Thì ở đây là con này là CB150X. Cái cục máy của con này thì đã được tinh chỉnh rất là ok nha anh em. Và xe này rất là nhẹ, chạy rất là sướng. Xe này nó sẽ mạnh hơn cái mẫu CBR150 nha anh em. Ở đây mình vẫn có CBR150 nè. Đó, quay cho anh em. Thì CBR này mình bán chỉ có giá là 53 triệu thôi nha anh em. Con này cũng đời 2022 luôn. Đó anh em có thể chọn, ví dụ anh em thích sport thì anh em chọn này. Thì cục máy nó chung á, nhưng mà cục máy của CB150X thì nó tinh chỉnh đẹp hơn.
Thì con này mình không có gì để nói nữa, mình chỉ quay cái những cái nét đẹp anh em thôi. Thì chuẩn anh em là 4.000 km thì xe này nó khó hư lắm anh em. Hai chìa đầy đủ luôn anh em, quay chủ yếu cho anh em lựa chọn thôi, hai chìa đầy đủ. Rồi xe mới ha, biết chủ biết ta, dễ chơi. Quay gì nữa ta? Thì mọi thứ đều mới, thì nãy mình quay hết rồi, cái gì cũng mới hết. Bây giờ BB ơi, 1m6 hạ xe xuống cho anh em đi. Rất là bự nha anh em, 150 nó bự nhưng mà nó nhẹ, nó không có nặng nha. Anh em nhìn có thể kế bên con Z8 là nó có thể cao hơn luôn. Rồi em ngồi lên xe đi, cho anh em cùng ngắm. Đó, 1m6 chạy rất thoải mái nha anh em, nhìn rất là ok, rất là đẹp. Con này á, khẳng định anh em nha, đi phượt chở người yêu rất là ok luôn, mà rất là lịch sự luôn. Để mấy sáu chở mình lên cho anh em thoải mái lắm anh em, nó giống như là mình ngồi SH vậy đó, cảm giác vậy đó, y như là ngồi SH, rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái và êm, tuyệt vời anh em, rất là tuyệt vời. À, cho anh em nghe tiếng bô, tiếng bô rất là êm nha anh em, xe này êm thôi, đi lịch sự êm. Rồi mở chợ sáng cho anh em coi, ba bóng luôn, nó sẽ có từng bóng đó nha anh em. Mở hai bóng kia chưa, em thấy hai bóng kia chưa cameraman? Rồi thấy hết rồi đúng không? Rồi anh em thấy hết rồi, rất là thoải mái, xe này cực kỳ thoải mái và đặc biệt xe này lướt nữa nè, chủ mua hầu như không đi nha anh em. Rồi mình xuống đây, thì xe này á, để mà người yêu mình leo lên leo xuống nó cũng cực kỳ dễ dàng nha anh em, nó êm lắm, nó như là xe tay ga vậy đó, rất là sướng, rất là hay ha. Đúng là thiết kế là một con xe là tuyệt vời, mà đặc biệt là cái mẫu xe này nó không có tốn xăng nha anh em, cái này đảm bảo nếu như mà nó hao mà nó quá hao xăng á là mình đền lại anh em với xe này cực kỳ tiết kiệm xăng. Hao cỡ bằng con AB 150 thôi nè anh hiểu không? Mô tô hao cỡ bằng con AB 150, ví dụ vậy cho anh em dễ hiểu. Tiết kiệm một máy, bảo trì bảo dưỡng thì cực kỳ dễ anh em ha. Một lần anh em đi thì anh em chỉ thay 1 lít mốt nhớt là xong. 1 lít mốt nhớt là xong, là đơn giản rồi đó, là không có cái gì mà để khó khăn. Nhớt nước mát là xong. Rồi phuộc upside down nữa, cực kỳ đẹp. Con này ra biển Sài Gòn thì hiện tại cũng 8 mấy triệu anh em. Nếu mà biển Sài Gòn, biển tỉnh thì 7 mấy thôi. Biển Sài Gòn giống như xe này thì 8 mấy. Đồ chơi vô nữa rồi chắc cầm tầm 90. Thì xe này mọi thứ nó còn đều, mọi thứ đều còn mới nha anh em. Quay cho cận cho anh em coi ốc tán. Nè ốc tán nè anh em. Thì mọi thứ nó còn mới. Đối với mình là xe lướt này nó mới hết anh em, nó còn mới lắm anh em. Thì anh em nhìn đánh giá nè, anh em coi bô, ổ của bô, ốc của bô nè. Nó thì mới tinh nè, thì nó chưa có dấu hiệu của sử dụng nhiều và sử dụng nhiệt nhiều quá, thì anh em sẽ thấy nó mới. Đó. Còn này người ta gắn thêm cái càng để đi tour cho vui anh em. Cái càng này thì tháo ra tháo vô thì dễ ồn. Đó, hầu như mình mới đã mở cho anh em, mở đó mình mở cho anh em nghe lại. Tháo lắp dễ lắm nha anh em à. Rất là ok đó, đẹp. Mình cũng không biết nói gì thêm cho anh em. Em quay cho anh em coi cục máy bên hông nữa nè, cho anh em mà ở xa người ta dễ coi. Người ta mà không có thời gian á, mấy anh em mà chưa có thời gian tới coi bằng trực tiếp ở shop, người ta coi trên clip người ta cũng thấy đẹp. Đó, yên nè anh em, chưa có chở người nhiều nha anh em. Đó, mọi thứ thì nó còn ken lắm anh em. Con này mình đảm bảo anh em là khoảng 97-98% thôi. 99 thì nó quá đáng, nhưng mà 97-98% là ok. Nè anh em coi tay thắng nè, ở quên tay con nè, đẹp không, ken xà beng luôn. Đó thì đương nhiên, nhưng những cái mẫu xe bự này nè, thì khi mà người ta nhập hải quan về, người ta để nó cộng cờ anh em, thì nó sẽ có xước lông mèo. Cái đó là điều từ trong hãng ra rồi. Đó, xước lông mèo, cái xước lông mèo nó không đáng kể, nhưng mà nhìn xe tổng thể nó còn ken rồi, rất là mới. Đó, ở đây mình có Z800 nè, chỉ cần 216, chỉ cần 130 mấy là có ha. Rồi con này thì khách cọc rồi nè, mà chưa biết chừng nào lấy nè. Con này em khách cọc, còn CBR650R nè, 4.000 cây luôn anh em. Xe như mới luôn, đảm bảo xe như mới, full đồ chơi hãng, sổ sách đầy đủ luôn. Rồi anh em nào giá thấp nữa thì chơi CBR, CBR150R, ABS, con này 222, con này 221. 221 mà lại đi ít 222 nè, 221 đi có 5.000 thôi. Mình bán chỉ có 5 ít nhỏ xíu thôi. Rồi con này anh em nào muốn phân khối lớn là 200 phân khối chỉ có 46 triệu thôi nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Xe nào bên mình cũng có, bên mình cũng mua nha anh em. Đó, anh từ khẳng định là từ 150cc cho tới 1.000 phân khối luôn. Rồi anh em nào thích con này thì cứ
alo liên hệ cho mình ha. Chứ bây giờ nó đẹp quá mình cũng không biết nói sao nữa, cũng không biết nói sao cho anh em coi nữa. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều ha.